ta xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn biết làm gì đó, đó chính là để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên kéo xuống bên dưới và click vào đăng ký cho mình đi. Bởi vì theo thông số thống kê của YouTube, hiện tại chỉ có 5% những người đang coi video của tôi là đã nhấn nút đăng ký thôi. 95% còn lại là chưa nhấn nút đăng ký gì hết. Đó, nên vì thế các bạn hãy nhớ là click vào đăng ký. Nếu mà các bạn click đăng ký rồi thì nhớ là click luôn cái chuông bên cạnh nút đăng ký để ủng hộ thêm cho mình nha. Và kèm theo dạo này, nói chung là các bạn nhớ là click vào quảng cáo để cho mình có tiền ăn mì gói. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kanashio konnichiwa. Trời ơi, bây giờ đi xuống cầu thang đi vòng vòng chưa? Oh man. Thôi các bạn ơi, đi đâu anh? Đi tiệm bán sản anh ơi. Tao tiệm bán sản, tao nhớ làng của mình dạo này nhiều đồ lắm mà. Hả, sạch luôn à? Đi tiệm bán sản đi. 2 giờ không hồi giá nè. Hết tiệm bán sản rồi, bây giờ đi tiệm đi. Ok, vậy được cúp đây. Được cúp cho tao cúp đi. Cần nó bẻ không? Bảo hiểm chị anh, em mới nè. Em mới sắm cái nón bảo hiểm mới nè, anh thấy đẹp không? Trời, nón bảo hiểm chống chảo đúng không? Đẹp không? Dạ, chống chảo. Cái nón bảo hiểm này giống cái hình này nè các bạn, mình sẽ cho các bạn coi. Đó. Thôi giờ đi đảo đâu nè. Đây nè. Ok. Đi. Kim cương luôn á, quá trời phải sản. Nghe nói kim cương cũng nhiều lắm. Sao tụi bay không đào thì tụi bay vũ tao đi theo chơi vậy? Trời ơi, tụi bay sẽ đảo được đó. Vui. Bảo là nhiều kim cương thì mới đi đào chung. Đúng, đúng rồi, chứ không ai vui lại đào hả? Một mình. Mày còn ham vui nữa. Đúng rồi. Ông phải biết đào vậy mày còn chê nữa. Ờ không hiểu nữa, phân chia công việc ra làm chứ. Phân chia công việc. Ok ok, dạ rồi. Ok. Đây nè, đây nè. Tới rồi. Anh em mình xuống đi đào nè. Mày có sát nè. Vô. Holy shit, đào đi. Đào đi. Đây đào, đây đào. Ôi, đào vui vẻ như trời. Hả? À, tao đập cái này cũng được vậy. Sao rồi mày nhớ làm gì? Vậy. Rồi. Rồi, xong. Đập đi bạn. Đập đi. Đập đi. Tụi mày. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Xin mời đi vô. Đây chính là căn nhà mới của mày đó nha. Mong mẹ ở. Ủa mày dụ tao mấy thằng chó. Tao mày giống nhốt tao vậy? Ngu thì nhận là ngu. Sợ dạ, sao tụi mày nhốt tao? Tại vì thích đó. Nó làm sao? Nhau. Này chỗ mày cho đỡ đói nè. Tội tội quá. Ê cho nó làm gì trời ơi. Không gặp tao có vậy. Hôm nay tao tụi mày nhớ, tao sẽ quay trở lại và trả thù tụi mày mấy thằng quái. Ok. Sao quay vậy? Sao quay vậy? Ở chỗ mày luôn. Mấy ổ bánh mì nè, ăn đi, ở lộn cho mấy ổ khoai tây nè, ăn đi. Không cho. Tao rồi, đỡ. Trời trời đi con. Tao mà ra được là tao xử tụi mày. Làm gì ra được? Làm gì ra được? Tao mà ra được. Tụi bay ơi, bây giờ đừng có nói nhiều lời với Iha nữa. Mà đi lên chỗ anh tìm Uchasan, công thức Uchasan vơ 2 cho tao. Ôi bây giờ ơn san. Bye bye nha. Tạm biệt bạn. Lưu lưu. Thằng ái bây giờ tạm biệt. Được. Tức quá. Trời ơi bây giờ làm gì đây trời ơi là trời. Phải không vậy trời ơi. Làm sao đây ta? Trời ơi, bây giờ không còn cách nào để có thể ra được nữa. Thôi để mình thử cái này nha. Hồi đó mình có làm được cái lỗi bất nè. Nhảy chỗ này nè. Damn, son. Thấy chưa? Quá đẹp cắt. Ui, bây giờ uống sữa rồi. Trời, bố mày đã cờ ly à. Đập ra coi. Cái đậu xanh chỗ này của nó là sao vậy? Thì ra ai đi trong đây là bị đóng cái này lại luôn bạn. Cái gì vậy trời? Cái đường giờ đóng luôn rồi. Này thôi, đi đi. À, god damn. Đậu xanh nó nhập tập lại. Ok. Được. Bây giờ mình dụ nó vô lại nè. Tụi nó giúp chơi mà nó, nhưng mà mình đã có một cái bất quá đẳng cấp liền. Nhảy sao lọt qua luôn, quá đẳng cấp. Rồi, ok, đợi tôi. Người anh em ơi, nãy giờ đi tìm chưa ra anh. Con sẽ thấy luôn. Ồ, thôi phải chờ hỏi đi ha, coi ở đâu rồi. Ừ, đúng rồi. Anh Hi Ha ơi. Hi Ha ơi, đọc Hi Ha ơi. Ủa?
Dạ. Vụ gì hả? Anh sao rồi? Ủa sao cỡ nó hư rồi kìa. Trời ơi, cho mày không nhớ có cái bẫy đây hả? Đập ra lại coi. Đập ra lại. Tụi nó tới rồi mày ơi. Trời ơi là trời. Ủa đâu rồi? Thấy không? Thấy không? Đi vô. Hình như là trốn trong kia. Ai mở cửa coi, ai mở cửa coi, bấm nút mở cửa coi. Trời. Đừng mở. Mở ra coi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Trời ơi, mọi người đi theo mọi người vụ rồi. Trời ơi. Bảy cái kỳ cục thiệt. Bảy tao hả mày? Bảy tao hả mày? Bảy tao hả mày? Trời ơi, chơi lỗ không vậy? Vậy rồi nữa kìa. Mày thích lỗ tao chui dùng cùng mày luôn con. Sao rồi sao? Đâu rồi, trời ơi, chui lỗ hoài vậy? Ủa, đâu rồi? Trời ơi, sao nó chui mưa quá vậy? Em giống chỗ nào vậy? À, lại chui lỗ. Mày hả? Ôi đứng lại. Mệt quá, chạy lẹ đi mọi người ơi, bắt lên nghỉ nè. Chơi lại chiêu cũ nữa hề. Trời ơi, chiêu cũ không? Trời ơi, gì vậy? Rồi. Ủa, tối quá không đi được luôn. Ê, nó đâu ra kìa, đi. Bắt đi được rồi. Rồi, xong nó lên luôn rồi, để đâu, để tao tụi mày lên, đừng kia đi. Đi, đường này đi. Đi, nhanh đi, trời ơi. Chưa biết đi đường nào luôn nè. Trời ơi, rồi tự nhiên đi lạc rồi, mất tiêu rồi. Mày đâu rồi? Thấy chưa, tôi đang canh ở dưới này quá trời luôn nè. Không thấy, trời ơi. Ủa vậy? Chạy về làng nè. Ừ, chạy về làng lẹ đi mọi người ơi. Về làng đi rồi. Không, về làng rồi. Bực bội mới về nó mà lấy được sách con rất là xong nè. Nhanh, phải quăng trứng thối nó mới được. Chưa tìm được luôn hả ngu vậy? Wow. Ủa ở đâu vậy? Ok. Cuối cùng mình cũng lên được rồi. Tụi nó quá dễ cho mình lừa các bạn ơi. Ui, giờ tụi nó đi về làng hết rồi. Được, bây giờ nè, mình sẽ xử tụi nó luôn. Không cần thiết gì hết. Anh em, con gà làm gì đây? Rồi, con gà coi. Để nghe tụi nó nói gì coi, tụi nó sủa cái gì coi. Bây giờ hello. Đấy, bây giờ phải chết rồi. Trời ơi, nó tưởng nghe khác mà. Ê chết rồi. Gì vậy trời? Nó chui ra ngoài rồi. Nghe tiếng mọi người la trong đây đâu rồi? Trời ơi, trên kìa. Ở trên nhà kìa, mọi người bay lên đi. Ôi ơi, tôi canh rồi, nhảy xuống là tôi bắt được nha. Nè, ngưng mà nhảy xuống. Lên. Mày, đầu nè. Trời ơi, Vinh Kỳ ơi. Mày chạy đi đâu? Where are you going? Đứng lại. Trời ơi, ở đâu vậy? Trời ơi. Đâu? Đâu rồi, chạy. Trời ơi. Ở chạy trên nè. Nè, nó nóc nhà nè. Bị Vinh Kỳ mà. Ở bên studio nè. Trời ơi, mấy một cái sắp hết máu luôn á. Có lên em ơi, em tới liền em ơi. Đường cũ rồi, được cái rồi. Tôi ra âm hi ha nha. Thấy đâu nào. Ôi. Có đâu luôn rồi. Ở đâu rồi? Ê, bà lúa. À, mày núp trong hốc. Mày núp nè. Tốn hơi kỹ, nhưng mà tao vẫn tìm được. Oh yeah. Đứng lại. À đồ, mày chặn được với ai? Với Huy là không thể. Tại vì Huy là bất khả kháng kìa. Đúng rồi. Ghê vậy. Em, dạ, đi đem đi. Dí đi Huy, dí cho lòi cây quần ra luôn. Giờ sao bạn nghe? Đến lúc kết thúc rồi. Kết thúc rồi kìa anh em, tự ý đi em. Không có tự ý kết thúc. Làm cái gì mà
được làm sao? 1-6 làm sao mà chơi? Đến lúc, phải đến lúc mình kết thúc Hi Ha rồi. Nè, đi nhà vệ sinh hả? Rồi, xuống nhà vệ sinh đồng ý nào. Rồi, xuống đây là chết thôi, cái gì ngập vậy? Đi đâu hả con? Mày đi đâu? Ôi ôi, sao nước trôi rồi? Đập nước tràn bờ đê rồi. Nước tràn bờ đê. Ơi nước chạy rồi, không kịp lên nha bà con ơi. Trời ơi, nước chạy như nước tương vậy má. Cái nhà ơi này. Nhà Abby, nhà Abby. Nhà Abby. Đâu? Đâu? Nó mặc giáp kim cương vô rồi kìa. Oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Anh em mình mạnh, anh em mình quýnh đi, quýnh hồi đâu à. Đâu đâu à. Không đi. Một tiếng tháo mà sao quýnh ai được. Không đi, không đi. Vô, vô. Không đi. Ê, ê. Không đi. Ôi, ai quýnh cướp vậy? Chạy liền chạy kìa. Yếu rồi, yếu đào rồi, giờ chạy nè. Trời ơi. Để cái gì quýnh đi chụp lưng chứ nhỉ. Ông đứng lại đây. Trời ơi. Anh em xúc lên đánh đi anh em, xúc lên đánh đi. Ui, ui. Ui. Cấp lên ơi. Không lẽ sao đứa lại thua một người. Cố lên. Trời ơi, sao chơi được. Ủa, quýnh hồi đầu đi. Hỏi đầu đi. Hỏi đầu đi. Mày hỏi đồng đi. Sao tại thấy mình mặc áo không vậy? Là hắn để xe. Mày hỏi đồng đi. 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 Là hắn để xe bò. Đánh này vậy nè mày. Quýnh đi, quýnh đi. Ây da, ây da. Cút quyền, cút quyền. Cút quyền nha. Cút quyền. 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 Mày có mày cái miệng to với cái trong đây. Thằng quỷ sứ mày đứng lại. Đi em. Tao hết rồi. Thằng quỷ này, thằng quỷ này, tao vừa hồi sinh thôi nha mày. Hay da nè. Đi mũi liền. Ok, bây giờ tụi mày sẽ biết nếm mùi sức mạnh của tao là như nào. Ten 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 sức mạnh khủng khiếp. Giống như đã hứa lần trước, các bạn đã kêu mình là Ultrasan V2 thì ngay hôm nay tôi đã có Ultrasan V2 cho các bạn rồi đây. Đây các bạn thấy chưa, mạnh của nó chèn chê, rất là mạnh luôn, không có đùa nữa. Đây tiếp chiêu đầu tiên của nó là phân thân chi thực. Phân thân chi thực, wow, quá trời luôn, trời nó lắc má ơi luôn. Tiếp theo là chiêu chi beat boot, đó là tăng tốc độ. Ui, chạy gần như không có chân mà chạy rất là nhanh nha các bạn. Bum đó. Holy moly. Mình phải đốt cái rừng trong cực kỳ nhanh luôn các bạn. Nắm lắm tử thần. Nắm tấm tử thần luôn, ghê vậy. Nắm phải là đi bụi. Đi bụi lên thiên đàng, lên thiên đàng luôn à. Từ từ để mình tìm con nào. Đây rồi, chú cù hén yêu nhưng mà hơi xui. Trời ơi, đấm một phát là lên bờ xuống ruộng. Tiếp này là cú đạp lỡ đất. Lỡ đất các bạn kìa nè. Ui, đúng. Ok chưa? Được rồi, bây giờ về trả thù mấy thằng nhóc con này coi. Biến hình thành tượng các bạn. Tụi mày chết rồi, tụi mày ơi. Hả? Ủa vậy? Vậy? Vậy chết? Ai chết? Ai chết vậy? Tao tụi mày tụi nè. Ôi trời ơi. Khoan khoan khoan, đừng nhận kim cương đó. Kim cương nó có gì đó rất là mờ ác. Giúp ta, giúp ta. Tụi mày nghe ta. Ai vậy? Trời trời trời. Tao thấy là tao cần cái điều này. Tao lỡ tao đánh nó mà đánh không được tao chạy. Đúng vậy. Ôi mày sẽ chết với tay nào, bởi vì tao là Ultra Sen. Chạy vô nhà, chạy vô nhà, vô nhà, vô nhà đi, vô nhà, vô nhà đi. Đơ thằng Huy, đơ thằng Huy, trời nó lắc quá mà mơ ơi. Bung lửa, chạy đâu, chạy vô nhà đi, chạy vô nhà đi. Bung lửa, dạ Huy, bung lửa. Ủa nó cháy đèn rồi. Bung lửa. Ôi lửa là cháy nhà rồi. Đứng lại. Qua nít nè. 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 Ôi, qua nít nè. Bông. Ông nổ hả? Lên đây, lên đây. Thì cho nổ.
Hôn rửa. Hôn rửa nữa nè. Mày hôn rửa. Phun tiếp đi, tụi mình đang ở chỗ nước liêu liêu bạn. Ôi thằng ơi, nó trên cầu kìa. Thôi cứ vậy thôi, sao đâu. Không sao nè. Không sao nè. Không sao nè. Ok, nó dùng clip mày đến đây thôi. Còn lại hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Lên thiên đàng. Mày lên cao dữ. Ôi. Đắt xuống. Đắt xuống chưa? À, đây rồi. Pick up the phone. I'm